Chào cả nhà nghe, hôm nay đi thăm đặt là bớt nghe các bạn. Mình đại dùng này là mới nè. Đó đây đất ruộng không, bây giờ người ta múc lên ta trồng trái cây chưa rồi. Cái đó là vườn mít đó. Đây là vườn chanh. Cái này là vườn chanh nè. Đổ mồi bỏ luôn đi. Mấy con đây? 2, 4, 5 con. 5 con. Này xài mới trồng. Này chanh mới trồng. Đây có 2 con bự nha. 2 con bự. Trời phét rồi. Sao nó ra không được ta? Ờ có dấu vùi rồi. Là nhỏ ra nè. Có dấu vùi đó. Nhìn là con nhỏ nó ra đó. Cho 2 con này bự ra không được. Trời đầy lỗ. Chuột cũng phét. Quậy dữ nha. Quậy dữ. À đây. 2 con. Mấy hầm nào trống mới có. Cái bịch nó gậy.
Ừ. Này chết rồi. Đây vẻ ớt nè, nó ớt này trái dữ dằn luôn. Già gì còn đi làm nữa thấy không? Nông dân là vậy không đó các bạn ơi. Làm kiếm tiền vất vả lắm á. Đưa lên YouTube luôn nè. Vẻ ớt vậy ngày được nhiêu cô? Dạ 2 ngày có 1 triệu à. 2 ngày 1 triệu hay vậy cũng ngon lắm đó nha. Ôi vậy chúc mừng nha. Chúc mừng các cô bé ớt này là quan năm là sắm. Quan năm là sắm xe với các nhà lầu luôn nha. Dạ, 2 bữa 1 triệu. 2 bữa 1 triệu quá trời luôn rồi. Đây ớt là chúng ghê luôn nè, nhưng mà giá năm nay thấp nha. Cái người bẻ thì không có thiệt hại gì, nhưng mà người trồng á thấp thu. Năm nay giá thấp lắm. Rồi, cảm ơn các cô nha. Có cũng được số à, ớt trúng thấy ghê luôn nhưng mà giá thấp. Ở đây nước cạn rồi, cá nó lấp thôi đường này nè đó, nó lấp lắc lứt luôn nè đó, nó quậy nhoi chân nè đó. Cái này có rô, có sặc, có rô sặc rồi. Lóc quá trời luôn. Nắng do luôn. Hôm nay chút nữa mình đi bắt cá cạn nữa nha. Cái này cá này nè, con cá nó mắc kẹt đây nữa nè. Mấy cái vũng này là có cá hết nha. Nước lục lục là có cá chân. Quậy đi ủng ủng nè. Cái này bắt cá này dữ lắm ạ. Cá ngớp nhồi chân. Bắt cá cạn này nè. Được con. Nát nè. Cá lên cho nó chạy. Cho nó khô hôm nó chạy. Rồi. Chúng mình đi bắt cá cạn. Cá chạy quá trời luôn. Nước cạn qua nó không ngập hôm mà nó không chạy cá. Quá trời cá luôn. Nó cạn quá quá. Nó không ngập hôm nó đâu vô được. Còn dính nào kia. Còn không có nào. Này chúng ta bắt cá. Cá cạn. Trời ơi. Cái rô con cóc không có gì chứ. Rồi, chỗ này đạt lỗ rồi. Mình không yên rồi. Cá rô nhóc vô nó không chạy các bạn. Chuyên lên bắt cá cạn luôn. Vườn chanh này quá trời tốt luôn nè. Chanh rồi bưởi. Cái này tốt cái ghê không? À. Bưởi tươi tẩm nè. Có mấy cái bưởi lật nó chót mà nó giờ lật bỏ uổng. Nói bà lớn mà ra trái hả? Ừ. Lật theo lật hoài. Lật nó mới đậu trái, nó luôn trái cây nó lấy. Bưởi này mới trồng được mấy tháng rồi? Mới 3 tháng rồi. Mới 3 tháng rồi.
ở bó nhánh trồng xuống bé nó bông cái trái nó sẽ theo lại. Đường tranh này êm quá rồi. Lật sóc thôi, con trái. Ồ, trái bự quá ha. Để là ăn thử coi ngon không, này bự gì? Bự da xanh ruột đỏ. Bự da xanh trong phải bự năm rồi hả? Da xanh, không hột luôn. Bự không hạt luôn hả? Bự rẻ hơn trái này. Thấy rồi. Mới trồng mà có trái nè. Đó. Trái cũng đẹp quá ha. Bưởi này lớn trái không? Trái đâu, ký mấy hạt ký. Cái này vườn bưởi rồi chanh rồi, rồi mít nữa. Lật thôi. Cái này của chú Tư Tẩm nè. Cái này nông dân mua lần làm đất ruộng bây giờ sang lên vườn hết rồi. Đây bao khép kín nè. Giờ ở đây ta làm vườn không à. Không còn làm lúa nữa. Lúa chột cắn lỗ, thật đi. Ôi, mà năm nay chanh là có giá dữ lắm nha các bạn. Chanh năm nay giá ngon lành luôn. Đưa vô mấy cây này. Trái rẻ hơn rồi. Chanh với hạnh thì nó còn bền. Còn mít. Mít thì rớt giá. Đánh hạnh thì đánh trái dữ vậy. Rồi bắt ra nghe. Nè ít ít rồi. Này. Này còn. Này ít. Cái này thất thu. Này thất đời. Phước điện 50 lớn lật cái là chạy lắm. Nhưng nó đi lắm. Quá thu. Hôm qua chạy nước còn phải có nước động á. Nước mà mới bơm vô là ếch nó lên. Nghĩ nó khô queo rồi đặt đâu được. Nước lớn tràn vào thì chạy lại nước không biết giờ có những tứ đống chanh này kia. Nó bị dị trữ. Ăn cua nè. Mấy bữa ăn kia mấy gì vậy? Ăn cua. Đây rồi. Con nằm có con cua. Cái gì đó không có hết nữa tới bây giờ. Cóc hay đang cóc. Cái đang bự nè. Châm nó đừng còn nữa. Bữa tôi qua năm Tết qua năm là có bữa bán. Có cái này nhiều nè. Được 5 con luôn. Ừ, xem cẩn thận. Được cái đó không đã. Nhìn như nó trúng. Mọi điều mình lấy lại mình mới đặt tiếp được không? Bỏ. Mạnh dữ ta, bự ta. Dạ.